tình địch của đội tuyển Việt Nam, Philippines thua 8-0 ở vòng loại Olympic. Thưa quý vị, không ngoài dự đoán, đội tuyển nữ Philippines đã gặp vô vàn khó khăn trước đội tuyển nữ Úc ở vòng loại 2 Olympic Paris 2024. Chỉ trong hiệp 1, đại diện Đông Nam Á đã phải nhận đến 5 bàn thua. Các bàn thắng cho đội tuyển nữ Úc được ghi bởi Mary Fowler, Sam Kerr 2 bàn và Kaylin Ford 2 bàn. Sang đầu hiệp 2, đội trưởng Sam Kerr đã sớm hoàn tất cú hat-trick của mình sau đường chuyền vào như đặt của đồng đội Mary Fowler. 10 phút sau, tuyển nữ Úc tiếp tục gia tăng cách biệt lên 7-0 nhờ pha cứa lòng đẳng cấp của Kaylin Ford. Phút 72, Clay Wheeler ghi bàn ấn định thắng lợi 8-0 cho đội nhà. Thất bại với tỷ số quá đậm trước đội tuyển nữ Úc khiến cánh cửa đi tiếp của tuyển nữ Philippines thu hẹp lại khi mà ở lượt trận cuối họ sẽ gặp tuyển nữ Iran, một đội bóng cũng rất đáng gờm,